Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ Bảy ngày 17 tháng 8. Và bây giờ như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Huyện Quế Châu đẩy mạnh phát triển vùng trồng cây có múi tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chi cục Thủy sản tỉnh hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng trên sông Hồng, sông Luộc. Huyện Yên Mỹ đẩy mạnh cải cách hành chính thu hút đầu tư. Đình thôn Bến xã Phụng Công huyện Văn Giang, nơi khởi nghĩa giành chính quyền sớm trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Các trường đại học cao đẳng đẩy mạnh đào tạo theo hướng ứng dụng liên kết với doanh nghiệp. Công an huyện Kim Động liên tiếp triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy. Thưa quý vị và các bạn, để từng bước nâng cao hiệu quả canh tác các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao, những năm qua huyện Quế Châu đã triển khai mạnh mẽ để phát triển các vùng trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Toàn huyện Quế Châu có 11 vùng sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trong đó có 4 vùng do tỉnh triển khai, 7 vùng do huyện quy hoạch với tổng diện tích là 170 ha. Sản lượng bình quân đạt 5.500 tấn quả mỗi năm, đạt giá trị thu nhập bình quân từ 300 đến 400 triệu đồng một ha. Nhiều mô hình đạt hiệu quả cao, được người dân áp dụng nhân ra diện rộng như quýt, cam, bưởi, sản xuất theo hướng Việt Gáp, tập trung ở các xã Tân Dân, Đông Tảo, Ông Đình, An Vĩ, Việt Hòa. Kết quả cho thấy, năng suất cam trong mô hình tăng từ 15 đến 20% so với trồng truyền thống và thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu đến năm 2020, huyện Quế Châu có trên 60% diện tích sản xuất cây có múi được trồng thành vùng tập trung, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Hiện một số sản phẩm thích ứng rất tốt với điều kiện địa phương và cho chất lượng cao, đủ điều kiện xuất khẩu như cam V2, cam C36, bưởi diễn, bưởi da xanh, bưởi đỏ. Thực hiện dự án phát triển nuôi cá lồng trên sông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2021 theo quyết định 2790 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay Chi cục Thủy sản đã triển khai và hỗ trợ kinh phí cho 42 lồng cá trên sông. Ban quản lý dự án đã khảo sát cho địa điểm nuôi cá lồng trên sông Hồng, sông Luộc tại thành phố Hưng Yên và các huyện Văn Giang, Quế Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ với tổng số 22 điểm. Trong đó 16 vị trí được quy hoạch trên sông Hồng và 6 vị trí được quy hoạch trên sông Luộc. Đã tiến hành lựa chọn, trình và phê duyệt 3 tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên đủ điều kiện tham gia dự án năm 2019 với tổng số 42 lồng cho hợp tác xã Phú Hiến, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên 15 lồng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sơn Nam 12 lồng và hộ kinh doanh cá sạch sông Hồng cùng ở thôn Văn Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động 15 lồng. Mỗi lồng cá có diện tích 36m² và 54m², mỗi lồng được hỗ trợ 15 triệu đồng. Theo dự kiến, đến năm 2021, trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển 300 lồng cá nhằm khai thác tiềm năng diện tích mặt nước trên sông để phát triển bền vững ngành thủy sản, tổng dự án trên 14 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 5 tỷ 380 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của nhân dân. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thu hút đầu tư. Đặc biệt, huyện luôn thực hiện tốt việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm 3 đồng hành, 5 hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Được thành lập từ năm 2001, với lĩnh vực chủ yếu là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép xây dựng, công ty thép Việt Ý đã xác định phân khúc thị trường hướng tới là sản phẩm thép xây dựng chất lượng cao. Vì vậy, công ty đã đầu tư nhà máy cán thép công suất 300.000 tấn một năm. Ngay từ khi thành lập cho đến nay, công ty luôn nhận được sự giúp đỡ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi của huyện Yên Mỹ. Được như ngày hôm nay là chúng tôi phải cảm ơn rất nhiều từ lãnh đạo của tỉnh và đặc biệt của huyện Yên Mỹ đã hỗ trợ về giải phóng mặt bằng cũng như là thu hồi đất và giúp cho về an ninh xã hội tại địa phương cũng như bất cứ có việc gì an ninh xã hội thì là huyện, cán bộ của huyện cũng đến trực tiếp để gặp gỡ và làm việc và rất nhanh chóng. Nhất là cái giai đoạn ban đầu thì chúng tôi thấy rằng là cái chính sách của chúng ta là rất là cởi mở, từ lãnh đạo tỉnh, huyện, địa phương và bà con ấy thì rất là ủng hộ. Do vậy cho nên là khi chúng tôi đầu tư về xây dựng ở đây là rất là thuận lợi. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ chú trọng đột phá về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc của các cơ quan đơn vị. Đồng thời tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính như thủ tục nộp thuế, khai thuế, tiếp cận điện năng, cấp phép xây dựng. Qua đó góp phần cải thiện, nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư vào huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2019,
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận 1.332 hồ sơ, đã giải quyết xong 1.300 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 90%. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 5 khu công nghiệp, trong đó 4 khu công nghiệp đi vào hoạt động với diện tích 367 ha. Hiện nay đã có 147 dự án đầu tư. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban dân huyện cho đến các xã thị trấn thì đã tạo điều kiện thông thoáng giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp. Thứ hai là về khâu giải phóng mặt bằng thì huyện là chỉ đạo điều hành hết sức là quyết liệt để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng sản xuất. Cụ thể từ năm 2016 đến nay thì trên địa bàn đã thu hút vào tổng là được 115 dự án. Trong đó thì có hai khu công nghiệp là đầu tư mới như là khu công nghiệp Yên Mỹ 2 và khu công nghiệp Vicra Sera. Song song với giải phóng mặt bằng thì cũng đảm bảo tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cho doanh nghiệp cũng như là mọi người dân yên tâm trong sản xuất, kinh doanh. Những thay đổi trong cải cách hành chính đã tạo đà thúc đẩy huyện Yên Mỹ phát triển toàn diện vững chắc, là tiền đề để huyện xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong thời gian tới. Nhằm phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản được thuận lợi, những năm gần đây các địa phương của thành phố Hưng Yên đã đầu tư bê tông hóa được 50 km đường ra đồng. Phần lớn các tuyến đường được xây dựng ra các cánh đồng sản xuất cây ăn quả tập trung có chiều rộng từ 3 đến 5 mét. Được làm nhiều tại các xã Hùng Cường, Quảng Châu, Hoàng Hành, kinh phí đầu tư làm đường một phần do ngân sách cấp trên hỗ trợ, phần còn lại do các địa phương tự trích ngân sách và vận động các hộ dân cùng tham gia đóng góp kinh phí ngày công lao động. Sau khi các tuyến đường trên được hình thành, đã giúp cho việc đi lại phục vụ sản xuất, đặc biệt là mua bán nông sản cho bà con được dễ dàng thuận lợi hơn trước rất nhiều. Để có được diện mạo mới khang trang, thời gian qua, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ đã tập trung đầu tư xây mới, nâng cấp nhiều hạng mục công trình, hạ tầng cơ sở. Từ đầu năm đến nay, xã Tiên Tiến đã triển khai nâng cấp một số hạng mục tại trạm y tế xã, xây mới bãi rác và đổ bê tông hơn 300 mét đường thôn Nại Khê, xây dựng khu hiệu bộ 3 tầng và 8 phòng học cho trường trung học cơ sở. Cùng thời điểm này, xã đang khảo sát để nâng cấp trường tiểu học và trường mầm non, cải tạo trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ và một số tuyến đường với nguồn kinh phí từ ngân sách xã đạt gần 20 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 74 năm, ngày 16 tháng 8 năm 1945, mặc dù chưa nhận được lệnh khởi nghĩa, song nhận thấy thời cơ đã chín muồi, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang đã quyết định đứng lên giành chính quyền, khởi đầu cho phong trào khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Đình Thôn Bến, xã Phụng Công, huyện Văn Giang là nơi tuyên bố độc lập đầu tiên ở vùng quê này. Nằm ngay cạnh dốc đê Văn Giang, thời điểm trước năm 1945, Đình Thôn Bến là trung tâm đầu não của huyện. Theo lịch sử Đảng bộ huyện ghi lại, vào ngày 16 tháng 8 năm 1945, dù chưa có lệnh khởi nghĩa, song nhận thấy thời cơ đã đến, cán bộ Việt Minh huyện Văn Giang đã lên kế hoạch bí mật với phương châm đánh nhanh, rút nhanh, bắt huyện trưởng Nguyễn Hữu Trì giành chính quyền. Sáng ngày 16 tháng 8, lực lượng tự vệ huyện tập trung từ làng Xuân Cầu sang Nghĩa Trụ với một khẩu súng, 40 quả lựu đạn, 20 dao và nhiều kiếm, mã tấu bí mật tiến thẳng về đình bến, khống chế hai cổng huyện đường và giành quyền kiểm soát. Bắt huyện trưởng Nguyễn Hữu Trì và bọn Hào Lý đang túc trực trông coi hộ đê, đồng thời yêu cầu giao nộp toàn bộ sổ sách giấy tờ. Riêng huyện trưởng bị giữ lại đình bến để tiếp tục trông coi hộ đê. Cùng lúc đó thì cờ phát xít Nhật bị hạ xuống, thay vào là lá cờ đỏ sao vàng với tiếng hò reo chiến thắng của nhân dân. Cụ Lê Văn Du và cụ Phạm Văn Tự ở thôn Bến, xã Phụng Công lúc đó còn nhỏ, không được tham gia nhưng đã vinh dự được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử đó kể lại. Tôi chỉ nhớ là bắt con hiện lên tham quan kia, xong rồi là đọc tuyên ngôn độc lập, xong thì là cho quân vào thu cái bằng của trưởng ba ở thôn Đại. Nhà gần huyện. Cho nên cứ đứng ở phía trong nhà nên nhìn qua bờ hàng để mà như vậy
thì theo dõi xem thôi. Xem là như vậy là cái lực lượng cách mạng ở Vĩnh Phúc vào huyện, tức là huyện ngày xưa này nó có hai cái cổng. Một cổng chính là ở phía Nam và cổng phụ là phía Bắc. Thế lực lượng chia ra làm hai bộ phận, một bộ phận vào cổng chính, bộ phận vào cổng phụ để tước vũ khí đồng thời treo cờ cách mạng. Ngay sau khi giành được chính quyền, Ban Cán sự Việt Minh đã họp ban tổ chức bộ máy quản lý huyện và Ủy ban Cách mạng lâm thời và tổ chức meeting quần chúng tại đình bến với hàng nghìn người tham gia. Nội dung của meeting đã nêu rõ ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa và tuyên bố giải tán chính quyền thực dân phong kiến. Phong trào khởi nghĩa giành chính quyền về thanh nhân dân từ đây tiếp tục được nhân rộng. Đình bến này đã được xây dựng lại khang trang hơn, tuy nhiên ý nghĩa lịch sử thì vẫn còn đó, nơi đầu tiên giành được tự do và người dân nơi đây vẫn thường xuyên tụ họp, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và sinh hoạt tâm linh. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Do dân số ngày càng tăng cao, xã Vân Du, huyện Ân Thi hiện đang phải đối mặt với việc thiếu nhiều phòng học trước thềm năm học mới 2019-2020. Toàn xã Vân Du hiện có 1.500 học sinh ở độ tuổi đi học ở các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở. Bên cạnh việc xuống cấp của một số lớp học do cơ sở vật chất được xây dựng từ nhiều năm trước gây thấm rột, diện tích lớp học nhỏ hẹp, thì việc tăng dân số cơ học nhanh chóng khiến xã Vân Du hiện đang thiếu khoảng 8 phòng học trong năm học 2019-2020. Trong đó khối mầm non thiếu 4 phòng và khối tiểu học thiếu 4 phòng. Mặc dù hàng năm các cấp trường đều sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, nhưng do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên nhiều trường tận dụng các phòng chức năng, phòng của giáo viên giảm số buổi học trong tuần để đảm bảo việc học tập cho học sinh. Tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, hai phường Minh Đức và Dị Sử của thị xã Mỹ Hào đã áp dụng thành công ra một kế toán đảm nhận công việc ở 3 cấp học. Từ tháng 4 năm 2019, chị Nguyễn Thị Kim Cúc, kế toán trường tiểu học Minh Đức đã đảm nhận công việc kế toán ở 3 cấp học, từ bậc mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở. Sau hơn 3 tháng triển khai thí điểm, đại diện phòng nội vụ thị xã Mỹ Hào cũng như lãnh đạo các nhà trường đều đồng tình việc làm này. Mọi công việc kế toán của các nhà trường không có khó khăn phát sinh so với trước kia. Mỗi trường có một kế toán riêng. Tôi nhận thấy rằng là mặc dù là làm 3 nhà trường nhưng mà đồng chí cũng hoàn thành rất là tốt công việc. Lương hàng tháng là đầy đủ và đúng ngày cho giáo viên. Thế và các cái chế độ báo cáo đối với các phòng ban ở trên thị xã là cũng đảm bảo đầy đủ. Nói chung là tốt, làm tốt cái công việc của mình. Cũng với việc áp dụng một kế toán đảm nhiệm công việc ở 3 cấp trường như ở phường Minh Đức, viên chức Nguyễn Thị Hoa, kế toán 3 cấp trường Dị Sử cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình sau khi được phân công đảm nhận công việc kế toán ở 3 cấp học. Thưa quý vị và các bạn, trong cơ chế thị trường, ngành nghề cũng là một loại hình hàng hóa đặc biệt. Vì vậy mà các trường cao đẳng, đại học buộc phải đào tạo theo hướng tăng cường các ngành ứng dụng được trong thực tiễn và gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Có như vậy, khi ra trường thì sinh viên mới có nhiều việc làm và có thu nhập ổn định. Theo quy định, thì bộ giáo trình của các trường phải theo chuẩn chung, có lý thuyết, thực hành, kiến tập, thực tập. Tuy nhiên, để tăng cường thực tiễn trong quá trình đào tạo, một số khoa ngành kỹ thuật buộc phải tăng các tiết thực hành, tăng thời gian để sinh viên đi thực tế, làm việc tại doanh nghiệp. Thực tập tại doanh nghiệp ngoài kéo dài thời gian, còn phải có hướng dẫn của thầy giáo phụ trách tới giám sát sinh viên trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Nhà trường ngoài cái việc mà trang bị 70% kiến thức thực hành cho các em, thì trường còn có liên kết với một số các cái đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đào tạo nghề cho các em, để cho phù hợp với công nghệ thực tế và hiện đại. Mỗi nghề của chúng tôi đều liên kết với 1-2 đơn vị trong và ngoài tỉnh để đào tạo, để cho các em tiếp xúc với công nghệ thực tế. Ví dụ như là nghề may thời trang, thì hiện tại là chúng tôi đang liên kết với công ty may Hưng Long 2 tại thành phố Hưng Yên để thực hành sản xuất cho các em. Việc mở rộng các ngành nghề có tính ứng dụng cao trong thực tiễn của các trường đại học cao đẳng xuất phát từ đòi hỏi của doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, muốn tư duy để mở rộng đào tạo theo hướng ứng dụng thì phải gắn với đầu tư công nghệ, trang thiết bị phục vụ quá trình giảng dạy và quan trọng hơn là đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Cách đây hàng chục năm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã cử nhiều giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài, sau đó trở về trường để đáp ứng nhu cầu này. Hàng năm có rất nhiều giảng viên được cử đi làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước.
thì mỗi năm có từ 2 đến 30 giảng viên tốt nghiệp và tiến sĩ trở lại trường công tác, thì được bổ sung rất lớn vào cho cái đội ngũ nhân lực của nhà trường, đặc biệt là các giảng viên trẻ mà tốt nghiệp tiến sĩ từ nước ngoài. Theo bà Đặng Thái Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, đơn vị chuyên làm cầu nối giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước với người lao động, thì khi tuyển lao động, các doanh nghiệp rất chú ý đến quá trình đào tạo tại các trường như thế nào. Mô hình giữa ba nhà, đấy là nhà tư vấn, nhà trường và doanh nghiệp, tập trung vào cái đối tượng, nhóm đối tượng là đào tạo để lao động đạt được cái trình độ cao, đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, và đặc biệt những doanh nghiệp đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có trình độ khoa học kỹ thuật cao thì sẽ nâng được cái mức lương của người lao động. Bên cạnh cái việc chúng ta đào tạo trình độ của người lao động thì chúng ta nên tập trung đào tạo thêm về nâng cao cái kỹ năng, cái nhận thức cho người lao động trước khi đưa người lao động quay vào thị trường lao động để phù hợp với cả tình hình thực tế hơn. Khảo sát của một số trường đại học và cao đẳng cho thấy, khi ra trường, nếu được đào tạo theo hướng ứng dụng gắn với liên kết với doanh nghiệp để tăng các tiết thực hành, thì sự lựa chọn của sinh viên sẽ đa dạng hơn. Bên cạnh đó, các ưu đãi mà người sử dụng lao động dành cho cũng sẽ tốt hơn các sinh viên khác. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Kim Động liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Trước tình hình trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã xác lập chuyên án và triệt phá thành công 5 vụ xảy ra trộm cắp xe máy. Ngày 8 tháng 8, công an huyện Kim Động nhận được tin báo của anh Hoàng Văn Hưng, sinh năm 1972, trú tại thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân, về việc khoảng 16 giờ 15 phút ngày 7 tháng 8, anh Hưng để chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Uyanfa mang biển kiểm soát 89D1-06845 cạnh quốc lộ 38B, đoạn qua địa phận thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân thì bị hai nam thanh niên trộm cắp mất. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng tiến hành điều tra và phát hiện tại xã Vĩnh Xá có hai đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Khi cơ quan công an kiểm tra, hai đối tượng là Trần Mạnh Tuấn, sinh năm 1990, và Nguyễn Văn Đường, sinh năm 1993, cùng trú tại thôn Ngọc Nha Hạ, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe. Các đối tượng khai nhận chiếc xe trên do trộm cắp mà có. Quá trình khám xét nơi ở của hai đối tượng, thu giữ một thanh kim loại hình lục giác chuyên dùng để phá khóa xe máy và một số giấy tờ khác. Mở rộng điều tra, Tuấn và Đường khai nhận cùng nhau thực hiện chót lọt 11 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn huyện Kim Động và các địa phương lân cận. Thì phân công là em lái xe, còn Đường là phụ trách là xuống mở khóa xe. Thấy không, người ta không có ai đấy thì anh Đường xuống mở khóa xe cho anh đi. Mở thì khoảng mở bằng vam ạ, lấy vam mở. Mỗi một xe thì mở khoảng bao lâu? Mỗi một xe anh mở thì chắc chỉ mất được khoảng 5 đến 10 giây thôi. Sau lấy được rồi thì anh nhớ anh chạy phương tiện của xe đi về, thì về nhà thì để nhà thì xem có ai mua thì bán. Xe bán tầm khoảng 3 triệu, đầu tiên chia đôi. Trước đó, cơ quan công an huyện Kim Động đã điều tra làm rõ Lê Xuân Tuân, sinh năm 1987, ở thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, và Nguyễn Thế Quyền ở xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu thực hiện 1 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Đức Hợp. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, công an huyện Kim Động đã triệt phá 5 vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn và đang mở rộng điều tra 11 vụ khác có liên quan. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự sở của người dân trong quá trình quản lý tài sản, để xe đi làm đồng, để xe trên bờ ruộng để xuống, sau đó thì không quên, không khóa cổ, khóa càng, không có các biện pháp bảo vệ, dẫn đến các đối tượng lợi dụng sở đó để trộm cắp tài sản. Và có trường hợp thì không khóa càng để cắm cả chìa khóa. Do vậy là các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, nó cũng gây khó khăn cho quá trình điều tra. Trước tình trạng trộm cắp xe máy liên tiếp xảy ra, người dân cần phải nâng cao cảnh giác, thận trọng trong giữ gìn tài sản của mình. Xe phải để ở nơi dễ quan sát, khóa càng, khóa cổ để bảo quản. Sáng nay tại chùa Pháp Điện, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Mỗi năm toàn quốc có hơn 8.000 người tử vong do tai nạn giao thông. Tại Hưng Yên, 7 tháng của năm 2019 có 74 người tử vong, 51 người bị thương do tai nạn giao thông.
Lễ tưởng niệm là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người tử vong do tai nạn giao thông, chia sẻ sự mất mát và gánh nặng với gia đình, người thân của họ, đồng thời để mọi người nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông. Tại buổi lễ, Ban An toàn Giao thông tỉnh tặng 10 suất quà cho các gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông, các doanh nghiệp tặng 10 suất quà cho gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.